Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avinowai. Đối với ngân sách dưới 1 triệu đồng, anh chị có thể tham khảo dòng Valentine 12. Valentine 12 được ra mắt đầu tiên vào năm 2005 và được phối trộn bởi hơn 40 dòng whisky ngũ cốc và mạch nha có độ tuổi ít nhất là 12 năm. Valentine 12 được công nhận như là một tiêu chuẩn quốc tế về dòng whisky phối trộn cao cấp. Valentine 12, dòng whisky phong phú, phức tạp, có màu vàng hổ phách lồng lầy, nổi bật với hương vị của mật ong, táo đỏ, chocolate và vanilla. Valentine 12 là dòng rượu chủ lực, tạo nên thương hiệu nổi tiếng và doanh thu cho nhà Valentine. Valentine 12 là dòng whisky dễ uống, có giá cả phải chăng, đáp ứng cho những anh chị thích một phong cách hiện đại và trẻ trung. Anh chị có thể thỏa sức uống Valentine và tỉnh dậy với đầu óc sảng khoái để có thể tiếp tục công việc. Và vừa rồi là giới thiệu của em Hiếu về dòng Valentine dưới 1 triệu đồng mà anh chị có thể thưởng thức hay là làm qua Tết cho năm 2024. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vang hay các dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn, ưu đãi cho dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avinowai. Và anh chị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh của Avinowai để xem thêm những video vào ngày mai.